Ok, hello, hello cho mọi người ha. Chắc là chúng ta sẽ đợi cho vòng 1-2 giây ha, để các bạn join vào đủ rồi Peter sẽ hướng dẫn các bạn luôn mọi người nhé. Ok, để mình xem có bạn nào, các bạn cứ vào đi ha, chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi livestream của mình trong vòng 1-2 giây thôi ha. Cho mình share livestream vào trong nhóm để các bạn có thể tham khảo và theo dõi nha mọi người. Ok, xem cận lên trên nào. Rồi chắc là Bita có thể bắt đầu được rồi ha mọi người ha. Ok, rồi. Ok, now first of all, hello, hello and welcome mọi người đến với buổi livestream ngày hôm nay của Peter. Ok, thì cũng như mọi khi thôi, ngày hôm nay thì Peter sẽ dành thời gian để mà chia sẻ mọi người những cái tips và những cái techniques mà chúng ta sẽ cần phải sử dụng trong các cái phần thi của bài thi PTE. Thì ngày hôm nay á, là mình sẽ nói đến một trong những cái topic mà mình thấy thứ nhất là nó khá là hot, và thứ hai là một trong những phần mà mình thấy là rất là nhiều bạn bị yếu luôn ha, của bài thi PTE. Thì cái phần đó sẽ thiên về retell lecture và summarize spoken text mọi người ha. Ok, ở đây là hai phần mà đối với tất cả chúng ta đều đã từng biết qua, đó là hai phần quan trọng cực kỳ cho target của hầu như target 30, target 50, target 65 và target 79. Tất cả các target các bạn đều phải làm tốt những phần này, và những bạn nào mà làm quen với lại cái tam giác PTE mà mình đã từng hướng dẫn các bạn một lần á, thì chắc hẳn các bạn cũng ít nhiều từng nhớ qua được rằng là trong cái tam giác PTE mình hướng dẫn mọi người á, thì chúng ta có một cái mức độ gọi là cái độ tập trung, giống như là những cái phần mà quan trọng cho cái bài thi của chúng ta. Thế thì bây giờ mình nói cho các bạn xem nha, cho những bạn nào mà chưa biết cái tam giác PTE nó như thế nào thì nó sẽ như thế này này các bạn. Thì với các bạn á, con sẽ thấy được rằng á, là cái tam giác PTE của chúng ta đó, là chúng ta nhìn ngay trước mặt chúng ta đây, chúng ta thấy được rằng á, là các cái target của chúng ta nó sẽ có những cái phần trọng tâm riêng, mà không phải là phần nào cũng như phần nào ha. Sẽ có những phần cho điểm rất là nhiều, nhưng mà sẽ có những phần thì điểm nó cho nó cũng không có thực sự là ảnh hưởng, đúng chưa nào mọi người? Và có một cái Peter muốn nói với mọi người rằng á, là ở từng cái target khác nhau chúng ta sẽ có những cái điểm mà chúng ta phải tập trung và chúng ta phải làm tốt hơn những phần còn lại. Vậy thì bây giờ nè các bạn, trong lúc mà chúng ta đợi một số bạn khác join nữa thì các bạn có thể giúp mình một chuyện. Những bạn đang ngồi đây ơi, các bạn có thể comment cho mình biết cái target của các bạn không các bạn ạ? Lớp chúng ta là các bạn đang target bao nhiêu là các bạn nè. Những bạn đang theo dõi, các bạn có thể cho mình một cái quick comment là mọi người đang ở target bao nhiêu được không? Thì khi mà biết được cái target của các bạn trong lớp chúng ta thì mình sẽ có những cái hướng đi và những cái cách làm nó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nó khác nhau ha, và mình sẽ ngày hôm nay chỉ cho các bạn những cái điểm sai hầu hết mà các bạn mắc phải khi các bạn tham gia và các bạn làm vào những cái phần ví dụ như là retell lecture và summarize spoken text mọi người nhé. Đây mình có bạn Thiên Lý là target 65 79 nè. Không biết là các bạn khác thì target như thế nào các bạn? Các bạn target 79 luôn ha, bạn Minh qua target 79. Có rất là nhiều những bạn trong lớp chúng ta là target 65 79 ha. Rồi. Thế thì ngày hôm nay á, thì khi mà nhìn vào cho cái bảng này các bạn, mọi người hãy chú ý cái phần video sau đây. Cái phần retell lecture và phần summarize spoken text á, trong cái bài thi PTE á, là hai phần mà nó có cái gọi là cái sự tương đồng rất là nhiều ở trong cái bài thi là một, và đồng thời là nó cũng sẽ có cái yêu cầu là về mặt cách làm cũng như là cái hướng đi nó cũng na ná là giống nhau. Cho nên với những cái yêu cầu và cái cách làm như thế này á, thì chúng ta phải làm sao để mà có thể tối tối ưu hóa được lượng điểm của nó. Cái đó cũng là cả một cái vấn đề mà tôi nghĩ là không những một người mà có rất rất nhiều ha, rất rất nhiều người mà đang đang kẹt phải ha các bạn. Rồi thế bây giờ mình sẽ vô mình hướng dẫn cho các bạn nhé. Đầu tiên cho mình xin lấy cái viết cái này. Chưa nào, rồi đây cho mình lấy một cái viết. Here we go ha. Rồi nè, ok các bạn, thế thì bây giờ này các bạn ha, trong lớp chúng ta chắc là mọi người đã ít nhiều nghe được cái phần retell lecture và summarize spoken text đúng không các bạn? Không biết các bạn nào á, ngồi ở đây á, có thể nói cho mình biết được là cái phần retell lecture ở trong bài thi PTE nó là phần thứ mấy ở trong cái phần thi speaking không? Speaking chúng ta biết chúng ta có 5 phần đúng không các bạn ha? Thì như này, speaking thì chúng ta có 5 phần. Là 5 phần này á, nó bao gồm thứ nhất là read aloud ha.
thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm. Vậy thì cái phần restructure là phần thứ mấy ở trong một thi speaking này? Đâu bạn nào biết có thể comment cho mình xem được không? À, mình cùng nhau mình test lại, tại vì cái này rất là quan trọng. Cái điểm đó là khi mà mình có thể hình dung được các cái thứ tự từng phần trong bài thi PTE, và mình sẽ có thể giống như là chuẩn bị cái tâm lý, à mình tới đó mình sẽ làm cái gì, mình tới đó mình sẽ perform, hoặc là mình tới đó mình sẽ chuẩn bị tâm lý cho cái việc gì, thì cái performance của mình nó mới ở cái mức tốt nhất có thể, được chưa nào? Thế thì các bạn cho có thể cho mình biết được không, là cái phần retaliation là phần thứ mấy trong cái phần thi speaking này các bạn ha? Thứ nhất là chúng ta có gì các bạn? Có phần thi là read aloud. Thứ hai là chúng ta có phần thi gì các bạn? Repeat sentence. Thứ ba là chúng ta có describe image, và phần thứ tư là phần retaliation. Ok, phần thứ tư là phần retaliation. Phần này cũng là một trong những phần rất là quan trọng ha, mà các bạn có thể các bạn không tin đâu, nhưng mà cái phần retaliation thật sự là một trong những phần mà học sinh rất là yếu. Mình suppose là các bạn ở đây cũng ít nhiều biết cái phần retaliation là như thế nào rồi, nhưng mà nếu như các bạn để ý thì cái phần retaliation là một trong những phần mà mình thấy là khá học sinh bị yếu luôn các bạn ạ. Lý do là vì sao chúng ta bị yếu là bởi vì các bạn không có biết cái trọng tâm của cái phần retaliation đâu. Các bạn cứ vào rồi các bạn cứ nghe rồi các bạn làm hết. Chúng ta biết được cái retaliation là một cái phần á, nó yêu cầu chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ nghe một cái bài văn. Và chúng ta sẽ làm gì các bạn? Chúng ta sẽ nói lại cái bài văn đó. Mà cái điểm mấu chốt là cái này các bạn. Cái retaliation, một trong những cái sai mà các bạn không hiểu đó là retaliation đó không phải là một cái phần yêu cầu chúng ta phải tóm tắt cái bài đó lại, mà retaliation là một cái phần mà nó yêu cầu chúng ta làm cái gì các bạn? Là retell cái bài đó lại các bạn. À, các bạn hiểu ý mình nói không? Đây là cái phần nó kêu các bạn là retell cái bài này lại. Nó không có kêu các bạn là anh vô đây, anh có thể nghe bài này, anh hiểu bài này, sao anh tóm tắt và anh làm lại cho tôi. Không có, nó không có bài yêu cầu như vậy. Nó yêu cầu chúng ta là chúng ta hãy nghe bài văn mà chúng ta hãy retell. Retell cái này các bạn, retell nghĩa là mình phải nói lại pretty much tất cả những gì chúng ta nghe được. À, có hiểu mình nói không? Mình phải nói lại pretty much tất cả những gì chúng ta nghe được từ trong cái bài đấy. À, tại vì á, khi mà các bạn mang cái suy nghĩ và cái tư tưởng của cái bài thi IELTS á, các bạn nghe, các bạn phải nghe, các bạn hiểu, các bạn sẽ nói là các bạn hiểu á, thì các bạn đang làm hơi lệch đi với lại cái requirements của bài. Cái bài của mình nó không yêu cầu chúng ta phải làm như vậy. Nó yêu cầu chúng ta là chúng ta hãy nghe một cái bài văn và chúng ta hãy nói lại cái bài văn đó tất cả những gì chúng ta có thể nghe được. Cái đó là một những cái điểm rất là quan trọng. Mà mình nói đó các bạn không điêu, nhưng mà thật sự ra cái phần này là một cái phần mà rất là nhiều học sinh yếu của bài thi PTE, rất nhiều các bạn bị yếu luôn các bạn ạ. Ok. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem thử nè. Đây. Khi mà mình share cái màn hình của mình đây nha các bạn nhé, mình sẽ cho các bạn xem. Ở đây là mình đang mở cái platform và cái hệ thống chấm điểm lên. Đây là những cái mock test mà các bạn khác đã làm trong cái 1-2 tuần vừa qua, đúng không các bạn? Thì bây giờ mình mở một bài random bất kỳ của một bạn nào đó. Mình không cần biết bạn Camry Fan nào ở đây là làm ngày 26 tháng 7, hôm nay là lúc 17:26, lúc 5 rưỡi chiều nay ha. Mình thử mở thử cái mock các bạn lên đi. Mình sẽ xem được coi là cái phần retaliation bạn được bao nhiêu điểm các bạn nha. Mở lên. Và chúng ta nhìn xuống chúng ta thấy, ôi chà, cái retaliation các bạn này các bạn có nhìn thấy không các bạn ha? Nó rất là rõ ràng ở đây nè. Cái con số retaliation nó chỉ có cái điểm content á, trên cái thang điểm là mỗi một bài 5 điểm, 3 bài là 15 điểm á, bạn có được có 4.5 rồi. Fluency á, trên thang điểm 15 điểm được 7.6, và pronunciation là được có 7 chấm thôi các bạn. Các bạn có thấy không? Ha, đây là một trường hợp là bị retaliation điểm thấp các bạn nhé. Thế bây giờ mình quay lại, mình sẽ xem một cái bài của một bạn khác. Ok. mình muốn xem ở đây mình sẽ mở các bạn khác một cái bài của bạn nào đó bất kỳ mình cũng không biết luôn. Và mình xem thử bạn điểm của bạn này có khá hơn không nha các bạn nhé. Ok, ví dụ như bây giờ mình mở bài của bạn Liên lên đây. Để xem chúng ta xem điểm của bạn có khá hơn không. Đây, bạn này cũng tương tự các bạn nè, retaliation cũng 5.5. Ha, trên thang điểm 15. Ha, rồi mình có điểm gì các bạn? Fluency 12.5 trên 15 tạm ổn nè, thuộc template, nhưng mà pronunciation có 8 điểm thôi. Tức là chúng ta đã thấy là hầu hết học sinh đều có cái điểm yếu ở cái retaliation. Mà tại sao lại là như vậy các bạn? Thì mình sẽ làm thử một bài retaliation cho các bạn xem, và mình sẽ nói cho các bạn biết vì sao các bạn rơi vào trường như vậy các bạn nhé. Thế bây giờ trước khi mình vào mình nói các bạn nghe, khi bạn đi thi á, các bạn sẽ có một tờ giấy như thế này các bạn khi đi thi nè. Ok, một tờ giấy mình đang biết nhát như thế này nè. Ok, thì cái tờ giấy khi đi thi á các bạn phải nhớ nè, nó không phải là một tờ giấy theo cái phạm trù giống như là một tờ giấy A4 mà mình viết các bạn nhé. Đây là giấy A4 mình viết, thấy không? Đấy, đi thi á, nó sẽ có một tờ giấy mà nó được gọi là được laminated, nó đã được ép plastic rồi. Thì sau khi nó ép plastic xong á, nó làm gì các bạn? Nó sẽ
nó sẽ cho chúng ta viết bằng cái bút lông. Mình không viết một cái bút bi này, đây cái bút bi mình dùng mỗi ngày đúng không? Ở đây là cái bút lông mình dùng mình trên kia. À, khi thì nó hơi bé chút xíu nhưng mà mình sẽ dùng cái bút lông. Mình sẽ viết lên trên cái bảng này. Thì khi mà mình viết lên trên cái bảng này á, một những vấn đề mà các bạn, một những cái điểm mà chết mà các bạn đau nhiều nhất đó là các bạn viết xong các bạn không nhìn được và biết được cái gì. Thì đó là một cái lỗi sai rất là lớn luôn. Các bạn làm mà các bạn không biết được là chết rồi mình đang viết cái mô tê gì đây vậy. Mình viết xong cái mình oh my god, nguyên một tô hủ tiếu uống riêu luôn, mình không biết được là trong cái đống này mình đang viết cái gì hết. Tức là mình rơi vào trường hợp là mình không đọc được cái đầu của mình ha. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một số những cái cách mà chúng ta khi mà nghe bài này nè, bắt buộc chúng ta phải take note, mà chúng ta không được take note ở trên máy tính, chúng ta chỉ được take note trên giấy thôi. Thì một cái tips mà mình chỉ cho các bạn á để mà các bạn take note mà cho nó hiệu quả nè, đó là chúng ta sẽ không để giấy như vậy nhé các bạn. Chúng ta sẽ không take note theo kiểu là từ bên trái qua bên phải, mà chúng ta sẽ chia tờ giấy làm đôi. Đó, mình sẽ chia tờ giấy làm đôi. Nhìn chưa các bạn? Mình sẽ chia tờ giấy làm đôi. Thì khi mà chúng ta chia tờ giấy làm đôi như thế này các bạn, khi chúng ta take note á, chúng ta sẽ take theo kiểu như thế này. Đây. Mình sẽ take theo kiểu gọi là từ trái qua phải, từ trái qua phải nha. Đấy. Chúng ta take như thế này. Các bạn thấy không? Chúng ta take từ trái qua phải, từ check qua phải, từ trái qua phải. À, được chưa? Để khi mình take từ trái qua phải, từ trái qua phải, từ trái qua phải như thế này các bạn. Thứ nhất là nó nhanh hơn. Cái thứ hai là khi chúng ta đọc á, nó cũng dễ nhìn hơn đấy các bạn. Các bạn hiểu mình nói không? Khi mình đọc á, nó dễ nhìn hơn. Và trong khi mình take note, mình take note kiểu gọi là từ bên này qua bên này nè, nó rất là dài và nó sẽ làm chúng ta rất là phí những thời gian ha. Ok. Thế bây giờ mình sẽ mở một bài bất kỳ của Reader chờ lên ha. Mình sẽ làm cho các bạn xem một trong những cái một cái bài mà các bạn một những cái lỗi mà các bạn hay kẹt nhiều nhất các bạn nhé. Được chưa nào? Ok, có những bạn đang đối bụng ha. Ấy mà đúng thiệt. Có nhiều bạn viết vô mình nhìn không khác gì một tô mì gói luôn, mình nhìn không hiểu được đang viết cái gì. Thì đó là một những cái sai lầm rất là lớn các bạn nha. Các bạn viết rồi các bạn không hiểu được chúng ta làm cái gì thì tiêu nha. Thế bây giờ các bạn cùng coi mình làm bài này như thế nào. Ok. Mình sẽ cho các bạn xem những cái phần mà mình làm trong bài này nó làm sao. Và hy vọng rằng là nó sẽ cho các bạn một cái nhìn rõ hơn về cái bài TPT các bạn nha. Ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ đây. Mình mở cái share audio lên đây ha. Ok. Nào, bây giờ mình sẽ test thử một bài các bạn nhé. Khi mình test thử một bài như thế này á thì mình muốn các bạn giúp cho một chuyện á là các bạn có thể giúp cho mình là các bạn comment xem các bạn có nghe được cái audio từ phía máy tính không nha. Bạn nào nghe được cái audio từ phía máy tính á, các bạn có thể comment chữ yes cho mình biết nha các bạn nhé. Bạn nào nghe được cái audio từ máy tính á, các bạn comment chữ yes cho mình nha các bạn nhé. Ok. Đây, mình sẽ mở phần speaking. Mình sẽ mở phần retail lecture. Bây giờ là 8:19 thôi các bạn. Thôi mình chọn cho gọi số đề đi. Mình quất câu số 19 xem như thế nào. Đúng chưa nào? Đây bây giờ mở câu số 19 nha. Mình check cái audio trước nha các bạn nha. Ok, bỏ câu số 1 đi. Câu số 1 không tính nè. Câu số 1 là sẽ nhép. Cities are interesting places. Some cities are carefully planned. For a reason. Rồi các bạn có nghe được cái audio nó chạy không các bạn? Các bạn có nghe được cái audio nó chạy không các bạn? Bạn nào nghe được audio có thể comment yes cho mình không? Paris, for example, was originally founded in the 3rd century as a small village, and with every passing generation it grew in size and importance. It grew from a medieval city to a modern city, but the transition was not always smooth. Emperor Napoleon III had to hire someone to oversee the rebuilding. Rồi, ok, confirm là các bạn đã nghe được audio đúng không các bạn? Ha, yes, thank you very much. Rồi, ok, nào bây giờ các bạn nghe audio rồi đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ làm này cho các bạn xem. Mình sẽ chỉ cho các bạn xem á là những cái lỗi sai mà các bạn hay mắc trong cái bài này là cái gì các bạn nhé. Ok. Đây, bây giờ mình sẽ làm thử các bạn. Các bạn nào nghe nhỏ quá thì nhớ tăng cái volume lên các bạn nhé. Ok, let's go. Đây, bỏ một câu bất kỳ. Đây là câu số 19 phải không? Bỏ câu đi nha. Câu số 19 nè. Đúng nhỉ? During this time, my goals are going to be to talk about. Mình sẽ lấy cái viết. Mình sẽ bắt đầu làm bài cho các bạn xem ha. Ok. Cái lỗi của bạn là cái gì nè? This simulation shows what you might see if you were orbiting a black hole. The light and position of background stars around the hole are distorted by its gravity, and they seem to spin around. On the right, the constellation Orion appears to approach the event horizon, the boundary from which nothing can escape. Orion's stars look like they become separated and get spun around. Once the hole has passed by, Orion reappears on the left and looks normal again. Users can also experiment with different scenarios. This is what you might see if you were traveling towards a black hole, with rocket engines slowing your descent. Another simulation mimics freefall into a hole. In the middle,
The light of the entire universe appears to be concentrated in a bright ring. Rồi, ok, đây, lỗi đầu tiên mà sẽ nói cho bạn là các bạn biết sau này các bạn nhìn thấy cái mô tê vậy các bạn. Ai có nhìn thôi, các bạn nhìn thấy chết rồi, đọc có hiểu gì không? Không, sao hiểu được? Nhìn vô cái này á, thật sự mà nói không khác gì đọc bùa đọc ngải luôn, mà mình có phải là đọc bùa yêu bích phương đâu mà nhìn vô cái này đúng là hiểu được cái gì các bạn. Đọc nhìn các bạn nhìn cái đống này mà có hiểu được cái gì không? Mình viết xong nó chết rồi. Bây giờ đang đọc cái the main topic of the lecture is the simulation. Đó các bạn, đây là một những cái sai của đầu tiên này đó. Các bạn viết xong các bạn không có nhìn ra cái gì các bạn. À, thì cái mà Peter muốn nói các bạn đó là rất là quan trọng cái điểm này. Khi chúng ta làm cái phần mình đang nói là anh mình đang nói cho các bạn là những cái lỗi của các bạn nha. Một hồi nữa mình sẽ là cái bài cắt của mình, ok, chứ chữ mình không có đến nỗi cỡ này đâu. Chữ mình đến nỗi cỡ này mà làm thầy các bạn chắc mình nhục chết được chưa? Bây giờ các bạn thấy không, ở đây là những cái lỗi mà mắc nhiều nhất nè, tức là các bạn viết xong các bạn không tài nào đọc được các bạn à, ha, đúng chưa? Thì các bạn sẽ nhìn một bạn cơ, oh my gosh, what the hell is it, đúng không? Các bạn nhìn một bạn thấy các bạn không biết được cái này phần này, đúng không? Thì đây là một cái lỗi mà rất là nhiều bạn bị mắc phải. Các bạn sẽ viết thật nhanh, viết thật nhiều, nhưng mà các bạn không biết viết làm sao cho nó nhìn được đó. Các bạn viết xong các bạn kêu là tiêu rất rồi, đúng không các bạn? Không viết xong là tiêu, bắt đầu cái thứ hai nè, cái lỗi mà các bạn không có làm đó các bạn à, ok, là chúng ta không có phân nó ra các bạn à. Ok, một bạn làm bài này khi thông minh á là các bạn phân cái đó ra làm ba phần, đúng không? Các bạn phân làm ba phần. À, chúng ta sẽ phân ra như thế này nè các bạn thấy không? Đấy, chúng ta sẽ phân ra như thế này đó, để chúng ta biết cái điểm nào chúng ta sẽ dừng lại ha. Tại vì chúng ta đâu có làm theo cái template theo kiểu là and then talk about and then talk about and then talk about and then talk about, mình đâu có làm như vậy đâu, đúng không các bạn? Ở chúng ta sử dụng bài này, chúng ta có cái template riêng, mà cái template của chúng ta cho chúng ta là kéo dài cái đoạn văn và làm cái nó trôi chảy nó hay hơn. Thì cái đó chúng ta sẽ bàn như thế nào? Ví dụ mình nói là the main topic of the lecture is about this simulation. According to the speaker, he mentioned this simulation, what you see when orbiting the black hole and they can see it spins around. In addition, it also denotes that. Được chưa? Đấy. Thì mình sẽ viết lên trên cái khung này. Mình cắt nó ra. Mình sẽ cắt nó ra thành ba phần. Ví dụ mình nói là according to the speaker, mình nói từ đây đến đây. À, rồi sau đó mình nói đến cái phần gọi là cái ví dụ mình đây là các bạn cho mình thấy according to the speaker, mình viết từ đây đến đây. Sau đó mình nói là in addition, he also comments that từ đây đến đây. In addition, hay là finally after analyzing, we can focus on cái này. Đó, tức mình chia làm ba phần. Tại vì á, một cái vấn đề mà các bạn làm bài này mà các bạn không biết là các bạn cứ làm vô, các bạn không biết cái điểm dừng. Thì khi chúng ta làm bài như thế này nè, chúng ta sẽ có một cái điểm dừng, các bạn hiểu không? Mình biết là ok, mình đọc và tới khi nào mình stop lại, ha, các bạn sẽ đi và các bạn đọc cho nó hợp lý, đúng không? Vậy thì cái lỗi thứ nhất mà mình nhắc cho các bạn ở đây nè, đó là khi mà mình take cái notes của mình á, ok, first and foremost là cái notes của mình nó phải readable các bạn nhé, nó phải đọc được. Các bạn viết một cái notes xong các bạn kêu là sorry Peter, mình không hiểu cái gì cả, mình cái đầu của mình còn không hiểu được đọc viết cái gì, thì làm sao mình có điểm được các bạn, đúng không? Người ta nói không sợ gì, không sợ cái địch mạnh như hổ, chỉ sợ cái đầu xấu như bò hả, đúng không? Bây giờ cái đầu của mình nhìn nó làm sao cho nó phải là đủ rõ nha các bạn nhé. Chứ cái đầu mà nó xấu quá, nó tệ quá, nó nhìn nó ghê quá là điểm mình sẽ không bao giờ cao được, thì đó là cái nhất nhá. Thì ra đó, cái đầu nó phải readable, và nếu được á, organize cái đầu thành ba phần, mình cắt ra như thế này. Và thậm chí nếu được là các bạn có thể khoanh tròn cái từ, các bạn chọn cái topic. Ví dụ như khi mình chọn cái từ này là cái topic, mình sẽ khoanh tròn nó vào, mình sẽ nói đây là cái topic, ok. Khi mà làm cái topic này mình sẽ làm như thế nào, để cho này các bạn, cái đó rất là quan trọng nhá, ok. Rồi bây giờ là các bạn, một cái lỗi thứ hai khi mà các bạn làm bài này là các bạn làm cái gì, các bạn không nhớ cái lời Peter hay khuyên trong lớp. Khi Peter hướng dẫn phần này, Peter nói nè, cái phần retail lecture nó giống như là một cái combination, ok, của cái phần gì các bạn, của cái phần là describe image và repeat sentence, tức là mình sẽ có cái kết hợp giữa template và kết hợp giữa đọc cái keyword. Cái template ấy, bạn đọc nhanh, trôi chảy, smooth, đúng không, nó kéo cái flow sẽ của mình ra, nghe nó hay. Nhưng mà cái pronunciation là cái mình tập trung vào là khi mình đọc cái keyword này nè, khi mình đọc cái keyword này, các bạn tập trung vào là đây là cái ăn tiền của mình, các bạn thấy không? Ok, thì khi mà đọc bài này mình nói như thế nào? The significance of the fact mentioned in this lecture is about this simulation.
According to the speaker, he also mentions that this simulation is what you see when orbiting the black hole and they seem to spin around. According to the speaker, he also denotes that the constellation Orion, it looks from it like separated and it appears from the left. So then go quick on that. Therefore, we should pay more attention to user can experience different scenarios, another simulation and appears to be in the bright rings. Ví dụ vậy ha, thì mình phải có một sự như là mình hơi nhấn mạnh vào trong cái keyword đó. Tự nhiên bạn của chúng ta này đọc theo kiểu đọc như là đang làm betray image cho các bạn, cứ đọc theo kiểu mà go with the flow này. Cứ đọc theo kiểu the topic of the fact mentioned here is about the dissimulation. According to the speaker, we can see dissimulation. What you see in the black hole, they seem to spin around. In addition, he also denotes that the constellation around the light looks on the separated appear. Tức là đọc theo kiểu đọc mà không có cái gọi là cái độ gọi là tập trung trong cái keyword đó các bạn ạ. À. Khi mà đọc không có độ tập trung trong cái keyword đó, cái điểm mình nó rất là thấp. Các bạn hiểu mình nói không? À, khi đọc bài mình nó không có độ tập trung trong cái keyword đó, cái điểm nó tù cay. Tại vì cái này nè, nó chính là cái điểm listening. Chúng ta quên rằng là cái phần retail lecture đó, nó là cái điểm gì các bạn? Nó là cái điểm listening và điểm speaking. Và các bạn vô tình các bạn quên rằng á, ở trong bài thi PT các bạn nhé, ok, trong bài thi PT nghe kỹ nè. Ở trong bài thi PT á, thì cái phần này nè các bạn, nghe kỹ nè. Cái điểm listening nó bị phụ thuộc vào cái điểm speaking, ok. Ví dụ như các bạn làm speaking tốt ơi là tốt luôn, đúng không các bạn? Ha? Chưa chắc là điểm listening các bạn. Tại vì có nhiều khi bạn đọc viết sai ý của bài, không có ý trong bài, hoặc là toàn là cắt những cái cắt trời những cái ID vớ vẩn không, đúng không? Thì điểm nó không có cao. Nhưng mà khi mà các bạn làm cái bài này mà các bạn đọc dở, đọc tệ, đọc thiếu pronunciation, thiếu fluency, đọc cái dụ, đúng không các bạn? Thì điểm listening của mình cũng sẽ nó bị kéo theo xuống luôn, đúng không các bạn? À, cho nên á, cái điểm thứ hai khi mà nói các bạn nghe trong bài này là trong bài này điểm listening phụ thuộc rất nhiều vào điểm speaking, ok? Điểm listening phụ thuộc rất nhiều vào điểm speaking. Cho nên làm gì thì làm, phải make sure rằng á, cái điểm speaking của mình tốt thì cái điểm listening mình nó kéo theo. Nhớ kỹ cái điều đó các bạn nhé. Nhớ kỹ cái điều đó là cái điều bây giờ nhắc đi nhắc lại. Và mình muốn tất cả các bạn đều phải make sure rằng á, đó là một trong những cái mà các bạn phải luôn luôn nhớ trong cái bài làm của mình. Được chưa nào? Đấy, ok. Thì đó là một trong những cái mà người ta muốn các bạn phải giống như là pay attention, mà các bạn phải luôn luôn á đặt một cái tiêu chí khi làm bài, đó là cái điểm listening phụ thuộc rất nhiều vào điểm speaking. Ok, được chưa nào? Rồi. Thì bây giờ mình qua cái phần tiếp theo này nhé. Ok, bây giờ bạn nào muốn á thì người ta sẽ làm một cái bài khác ha. Nhưng mà mình sẽ làm cái bài này ha, giống như là yêu cầu của bé Linh. Đó là mình sẽ làm trên một cái mặt như thế này. À, mình sẽ làm cái mặt như thế này. À, là cái một cái giống như là một cái tờ giấy được làm được ép plastic mà làm y chang như khi đi thật nó sẽ như thế nào. Ok. Và khi đi thật vì cái ngòi bút của mình nó không nhỏ như ngòi bút bi, cho nên cái điều quan trọng là các bạn viết cái nét chữ nó phải tương đối đủ lớn. Cái nét chữ của bạn mà nó quá bé đó, các bạn sẽ không có nhìn được cái lượng chữ ở trong bài đâu. À, các bạn sẽ không nhìn được ra cùng viết cái gì, cho nên viết lượng chữ nó phải tương đối là nó phải lớn các bạn nhé. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ viết bằng cái ngòi bút này ha. Ok. Nào, bây giờ là các bạn ơi, những bạn nào có câu hỏi gì về cái phần retracture hay là cái phần repeat hay cái phần summarize phần text, các bạn có thể đặt câu hỏi với comment ha. Mình sẽ quay lại mình trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Bạn nào thấy hay các bạn có thể like và cho mình một cái share ha. Thank you mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vào những cái bài này, bây giờ mình sẽ làm thuộc bài cho các bạn để các bạn xem các bạn ha. Ok. Trên một cái tờ lam này do cho nó giống như thi thật luôn, được chưa nào? À, ok, bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Mình sẽ mở bây giờ là qua câu tiếp theo ha. Ok, giờ một câu bất kỳ thì mình không biết, mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Wilson came then from a different world and he became the focal point of a broad mainstream American culture that thought that modern literature and wanted modern literature to be able to be read and appreciated by ordinary people. They were not modernists in an abstract sense, and certainly some of them, like T.S. Eliot and Faulkner, were too difficult for some of their writings to be read by ordinary people. But this was a world before the division between the brows or between elite or whatever had established itself as part of our consciousness. Wilson was a major player in the successful effort of his generation to establish at the heart of American life an innovative literature that would equal the great cultures of Europe.
And he knew that the great cultures of Europe were there. He was not a product of a narrow American studies kind of training at all. He joined a high artistic standard with an openness to all experience and a belief that literature was as much a part of life for everyone as conversation. He thought that Proust and Joyce and Yeats and Eliot could and should be read by ordinary Americans and helped that to happen. Wilson was a very various man. Over a period of almost 50 years, he was a literary journalist, an investigative reporter, a brilliant memoirist, and dedicated journal keeper. Okay, right. Nghe sao phải không ạ? Nghe tức khoanh chọn cái topic chia ba làm ba phần. Okay, chia ba làm ba phần. Right. Đây, thì các bạn của mình, sorry, cái chữ mình nó cũng không đẹp lắm, nhưng mà nó tương đối như thế này. Okay. Để cho là các bạn đã nó như thế này. Nào, mình sẽ nhìn những cái mớ này. Mình sẽ đọc các bạn làm như thế nào các bạn nhé. Bạn coi mình làm thử cho các bạn chữ cái mớ này. Mình sẽ làm thử cho xem này nhé. Okay. Đây, ví dụ như trong cái mớ này đây. Được chưa? Rồi. Okay. Đây, ví dụ mình vô mình sẽ nói nè. The main topic of the lecture is about Wilson. According to the speaker, Wilson came from a different world and modern literature to be read by ordinary people. In addition, he also denounced that some of them were too difficult to be read by ordinary people, and Wilson has established itself. Wilson is a major player. Therefore, after analyzing the lecture, it can be concluded that he knew the right culture of Europe was there and he joined the artistic standards. Wilson is a various man and further research should be taken into consideration. Ok. Cái bài nó chỉ có như vậy thôi. Ok. Thì thật ra là cái viết này nó hơi bự hơn so với cái viết khi thi. Cái viết khi thi nó, để mà các bạn hình dung nó rõ hơn, nó giống như cái viết mà hồi còn bé chúng ta hay dùng đi tô màu các bạn. Ok. Nhưng mà thật ra là cái bài này là mình viết nó sẽ như thế này ha. Thì bây giờ mình sẽ viết xong cái mình sẽ phân nó làm ba cái đoạn này ha. Và một trong những cái tips mà muốn nói các bạn tới đây là khi chúng ta làm trong bài này các bạn nhé, chúng ta không cần phải viết đúng chính xác cái ngữ pháp và cái spelling của bạn, cái chính tả của bạn. Ví dụ như bây giờ nói cái từ difficult đúng không các bạn, bây giờ đâu biết hết nguyên chữ đâu, bây giờ viết là diff. Hay là bây giờ nói cái từ là literature, bây giờ đâu biết đâu không biết là literature đó. Mình chỉ biết tên thằng là literature, mình biết sao làm sao mình nhìn vào á. Bao nhiêu khi mình nhìn vào, mình biết được là mình viết cái gì là ok. Và mình có một số những cái keyword sẵn ở trong đầu. Ok, rồi. Thì đó là cái bây giờ muốn các bạn phải để ý là khi chúng ta làm bài này nè các bạn, cái quan trọng nhất là chúng ta take notes và chúng ta làm sao để mà chúng ta đọc được cái notes là một nè. Và cái thứ hai là khi mà take cái notes, take làm sao để mà có thể make sure rằng á là chúng ta có thể phân nó ra thành ba đoạn. Ok, phân nó ra thành ba đoạn làm cho nó good các bạn ha. Ok. Wow, thật ra là so với chữ của cánh mày râu thì mình nghĩ là chữ mình cũng thuộc dạng là ghê lắm. Ok. Cho nên là các bạn nữ mà biết nhiều hơn mình ấy thì cũng nên. Nhưng mà khi đi thi á, mình không có bài này, cái tờ này là không có được chấm, cho nên mình cũng không nhất thiết phải viết cho nó quá đẹp đâu, miễn sao mình nhìn vào thấy ok được rồi. Viết cho đẹp mà được có hai dòng thì cũng không có cái nghĩa lý gì đâu các bạn, nhưng mà quan trọng nhất là phải đọc được. Ok, thì đó là một chuyện cả rất là quan trọng mới gọi phải đấy, được chưa nào. Đó, còn quay về câu hỏi của bạn em mà hỏi bây giờ là làm sao để bắt được keyword tốt nhất, thì như trong lớp mình có hay nói với em mà có nhớ Peter nói trong lớp không, đó là Peter không prefer các bạn là lấy keywords, bởi vì đặc biệt là những bạn ta điểm cao, các bạn phải lấy cái ideas, tức là phải lấy những cái cụm dài á thì điểm nó mới cao được, chứ còn lấy keywords thì nó chỉ là những cái tụm từ lẻ nó tẻ thôi, điểm không bao giờ cao được đúng không các bạn ha. Đấy, còn cái bài nào mà bây giờ anh nghĩ nó là anh lỡ như không nghe được thì sao, đó là một câu hỏi rất hay. Và chuyện này các bạn phải nhớ nè, khi đi thi chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải những bài mà chúng ta không nghe được nhiều, đó là bài khó đúng không. Vậy thì á, làm thế nào để mà đối phó bài khó? Đối với những bài khó các bạn, nghe kỹ nè, đối với những bài khó chúng ta không cần phải lấy ideas, chúng ta có thể lấy keyword thôi, nghe được cụm từ nào bốc cụm từ đó, nghe được cụm từ A bốc cụm từ A, nghe cụm từ B bốc cụm từ B, nghe cụm từ C bốc cụm từ C. Ok, nghe cụm nào bốc cụm đấy, xong rồi lắp vào template và đọc ha. Thì cái lỗi cái của các bạn đã làm là bài này như thế nào ha? Là cái phần này các bạn nào nghe kỹ nè, phần này á là chúng ta tập trung vào á, cái keyword của chúng ta làm sao để mà cái pronunciation nó đủ nghe, chứ các bạn viết được rồi mà các bạn đọc lên mà không đúng thì điểm cũng sẽ rất là thấp. Ok, thì đấy cũng là một chuyện điều mà muốn các bạn phải để ý cho bây giờ chút xíu các bạn nhé. Ok, right now bây giờ là các bạn mình sẽ chuyển qua một cái nữa, là bây giờ mình sẽ nhìn sang cái cách làm của cái thằng summarize spoken text nha. Ok, thì các bạn nghe kỹ đây, đối với retracture chúng ta tập trung vào cái gì, fluency pronunciation,
Thì đến cái phần summarize spoken text, chúng ta là tập trung vào cái gì các bạn? Grammar, spelling. Hai cái đó song song với nhau. Các bạn thấy không? À, một cái là fluency và pronunciation, còn một cái là grammar và spelling. Ví dụ như cái bài literature mà không có fluency, đọc cà giật, à, đọc hay là đọc nghe không rõ, đọc keyword sai, bad pronunciation, điểm sẽ không cao. Thì tương tự như vậy. Bây giờ mình qua cái phần summarize spoken text, mình làm bài này á, mình cũng phải nhìn vào cách là làm thế nào để mà mình có thể đảm bảo được, thứ nhất là cái grammar, chính xác cái grammar đúng thì bài mới có điểm. Còn cái grammar sai là bài hết tiêu rồi, đúng chưa các bạn? Và cái thứ hai là phải làm sao để mà make sure rằng á là chúng ta có đúng cái spelling. Tại vì bạn nghe được cái từ là từ simulation luôn, nhưng mà viết thành từ stimulation, lộn hai từ với nhau là nó hỏng cái content của mình luôn. Cái đó là một cái rất là quan trọng các bạn nhé. Thế thì bây giờ mình sẽ qua mình làm thử cái bài về cái phần summarize spoken text cho các bạn nghe ha. Thế thì mình hỏi các bạn chút xíu nè. Cho mình dừng ở đây, mình hỏi các bạn nè. Summarize spoken text trong bài TPT các bạn ạ, ok, là phần thứ mấy trong mục thi listening? Các bạn nào còn nhớ không? Summarize spoken text là phần thứ mấy trong mục thi listening? Vô listening mình có cả 8 phần ha, ok. Mình có cả 8 phần. Thì cái phần summarize spoken text là phần nào? Phần đầu tiên, phần ở giữa hay là phần cuối cùng ha? Bạn nào nhớ không các bạn? Đây là một cái câu hỏi rất là đơn giản, và nghĩ là bạn nào mà không hình dung được câu này thì thực sự là hơi là cho mình lo lắng đấy các bạn. Phần này nằm ở đâu các bạn? Phần đầu tiên, phần ở giữa hay là phần cuối cùng? Ok, đó là phần đầu tiên, đúng chưa các bạn? Đây là phần đầu tiên ha. Và câu hỏi thứ hai nè, trong phần này chúng ta có tất cả bao nhiêu phút để làm ha? Phần này chúng ta có tất cả bao nhiêu phút để làm các bạn? Chúng ta có 5 phút, 8 phút hay là 2 phút, hay là tự manage time, hay là bao nhiêu phút tất cả các bạn à? Nhớ không? Phần này có cả bao nhiêu phút các bạn? Suy nghĩ kỹ nha các bạn nha. Có tất cả bao nhiêu phút? Cái này nó quan trọng lắm mà, nó quyết định cái điểm của các bạn dữ lắm nghe. Ok, phần này tất cả bao nhiêu phút các bạn? Phần này khi đi thi cũng là một những phần ăn tiền dữ lắm mà. Trên cái thang điểm của listening á, đứng đầu là dictation, đứng thứ hai là phần nào các bạn? Đứng thứ hai là phần repeat sentence, đứng thứ ba là summarize spoken text. Cho nên á, là summarize spoken text rất là quan trọng ha. Phần này có tất cả là 10 phút các bạn nhé. Ok, nào, thế bây giờ mình vào cái phần này nè, mình sẽ làm cho các bạn xem ha. Với cái phần summarize spoken text mình sẽ làm cho các bạn xem, và mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái cách làm và những cái lỗi sai mà các bạn hay gặp nhất trong phần này là cái gì các bạn nhé. Được chưa? Mình sẽ viết một bài lên và sẽ làm cho các bạn xem. Ok, thì cái phần này á, mình sẽ nghe, sau đó mình làm. Thì khi mà mình nghe, mình có thể take note ở trên giấy, ok, hoặc là mình take note ở trên máy tính, mình làm trực tiếp trên máy tính luôn. Ok, một trong hai cái, mình take note ở trên giấy cũng được, hoặc mình take note trên máy tính cũng được, một trong hai cái nào cũng được, miễn sao là các bạn làm chính xác là được. Ok, bây giờ nào, 8:39, bây giờ quốc câu số 39 luôn cho nó fresh các bạn nha. Ok, đây mình sẽ mở câu số 39 lên, mình làm cho các bạn xem. Thì khi thi này các bạn, chúng ta nhớ nè, chúng ta có thể take note trực tiếp ở trên máy tính, mình sẽ trực tiếp trên đây luôn, đều được cả, không nhất thiết phải tích nó trên giấy các bạn nhé. Cho nên những bạn nào được chưa đó mà làm được trên máy tính nên làm nhé. Mình cùng nhau coi bây giờ làm nè. So faults or breaks in the earth crust, we can identify them because of the discontinuity in the structure within the earth crust at cross fault. And earthquakes occur on these faults, so varied processes by which these faults moves to a large extent due to earthquakes. So we have a fault plane and the earthquake is so focused on this fault plane. And the earthquake starts at the particular point on the fault plane, and we call that the focus of the earthquake. The rocks propagate out from the point on the rupture to cover the entire fault plane. The rupture is in the particular earthquake. We talked about the epicenter of the earthquake a lot. The epicenter is just the surface projection of the focus of the earthquake. So if you wanted to look at map view where the earthquake was located, we would be able to look that into the earth. We would see the focus down some depth in the earth or the epicenter just a point vertically above that focus at the surface of the earth. So this is the relationship between the faults and the earthquakes. Ok, rồi cái bài các bạn vừa nghe actually là một trong những bài mà phải nói là khó nhất của bài thi PT Summarize Spoken Text vừa qua là các bạn ha. Bạn nào khi đi thi mà vô tình dính phải câu này thì thực sự phải nói là chắc là do ăn ở. Ok, chắc là cái gì này, cái gì nghiệp tụ vành môi thì bạn này chắc nghiệp phải tràn bờ môi luôn mới dính phải cái phần này ha. Thì cái bài mà các bạn vừa mới nghe là một những bài phải gọi là cực kỳ khó của Summarize Spoken Text. Ok, kể cả khi các bạn đi thi gặp bài này thì cái bài này nó cũng rất là khó, là bởi vì sao?
Thứ nhất, nó là một cái chủ đề mà không ai hiểu cái gì hết, là một. Ok. Cái thứ hai là nó nói tốc độ nhanh. Và cái thứ ba đó là bài này rất là ngắn. Ok ha. Thì các bạn đều biết là những bạn thi được 79 đúng không các bạn? Các bạn phải nắm trong tay đâu đó là phải tầm khoảng probably là phải khoảng 40 cái từ trong bài trở lên thì điểm nó mới cao được, còn không bị điểm bài sẽ rất là thấp. Ok. Cho nên mình muốn các bạn phải để cho Peter đây là một những phần mà ăn tiền luôn mà các bạn phải nắm cho Peter chút xíu nha. Ok. Rồi. Nãy bây giờ với cái mớ bồng bông Sicola sữa gà mà Peter vừa mới viết cái này đó. Ok. Peter phải organize. Thì nghe kỹ đi các bạn. Mình không cần biết là các bạn knows được cái gì, mình không cần biết là các bạn knows được nhiều hay ít, mà khó dễ rằng sao. Cái quan trọng nè là bây giờ các bạn organize cái đống này như thế nào để mà nó đúng cái spelling và nó đúng cái grammar, thì đó mới là cái ăn tiền của các bạn, các bạn hiểu không? À, các bạn sẽ nghe các bạn làm sao thì làm, tôi không biết, nhưng mà miễn sao đúng grammar cái đó và đúng spelling. Tại vì khi mà mình sai grammar các bạn nhé, thì cái bài của mình để ý hai cái này cho nữa cũng tèo nhé. Hoặc là mình sai spelling thì ý nó cũng tuột ha. Thì mình phải viết là đúng cái grammar và đúng cái spelling. Ok, rồi. Ở đây thường thường á, các bạn học sinh trong lớp chúng ta là chúng ta hay start out với một cái câu rất là thần thoại. Ok, rồi. Ông thầy chắc cũng ít tăng nghiệp thì một chứng câu có nhất. Điều là nha. Ôi, bạn này là gây nghiệp với thầy nè. Đi thầy coi chừng nữa nghe. Ok, rồi. Nào. Thế bây giờ mình sẽ làm thử cái bài này cho các bạn xem ha. Cái video sẽ làm, bây giờ mình sẽ organize cái mớ này lại thành cái cách nào sao mà cho nó dễ làm nhất để mà nó giúp cho chúng ta có thể maximize được lợi nhuận của mình này nha. Ok, rồi. Đây, bây giờ mình sẽ click xuống đây cùng viết nè. Ha, thì các bạn hãy mở đầu câu với chữ The main topic of the lecture is about earthquake. Ví dụ như vậy ha. Nghe kỹ đây các bạn. Câu này không quan trọng, không compulsory, không ai bắt buộc bạn phải viết câu này cả. Nghe kỹ kêu cái điều nha. Các bạn á, có làm cũng good, mà không làm cũng chẳng sao. Các bạn hiểu tôi nói không? Các bạn làm cũng được, mà không làm cũng không ăn thua. Được chưa nào các bạn? Cho nên đừng có áp lực là anh Peter ơi, em phải viết cái câu này không. Cái câu này không có compulsory. Ok, viết cũng được, viết cũng sao. Em có nghe được earthquake đúng không biết? Ok, có đúng, có từ earthquake trong này ha. Bây giờ mình sẽ làm thế nào. Cái câu này không quan trọng, Peter bỏ luôn. Peter sẽ viết cái câu đầu tiên trong cái mớ notes Peter mới được ha. False. Ok. Are the breaks in the earth crust. Được chưa? Rồi, chấm. An earthquake. Ok, an earthquake. Okay, appears on the fault plant. Okay, chấm. Rồi đây, mình viết hai câu đầu tiên xong. Chấm. Rồi mình có thể thay đổi câu gì? Moreover, the fault move to a large extent. Okay, and the earthquake starts at a particular point. Chấm một cái. Rồi xong một cái mình xóa hai câu đi nha, xóa hai câu đây. Ok, rồi. In addition, the speaker mentions, đây cái lỗi của bạn nằm ở đây nè các bạn. Các bạn nghe cái từ the focus of the earth không? Các bạn viết in addition, the focus of the earth. Các bạn chấm một cái. Ok, earthquake. Các bạn chấm một cái, các bạn qua câu tiếp theo. Đây, cái lỗi của bạn nằm ở đây. Viết cái câu này có make sense không các bạn? Không. Đâu có make sense, đúng như các bạn. Tại vì cái câu này các bạn nhìn vào trong bài này, cái câu the focus of the earthquake, cái câu này nó có cái chủ từ ở đâu không? Không. Nó có cái động từ ở đâu không? Không. Nó có cái tân ngữ ở đâu không? Không. Nó chỉ là một cái cộng danh từ mà bạn bỏ trong trọng. Làm sao câu này ra ngô ra khoai? Khi mà nó không ra ngô ra khoai, cái là mình đâu có được chấm điểm của đó, coi như là tèo luôn, đúng chưa nào? Đó là một diện cáo thì ta muốn bạn phải để ý. Chúng ta không viết những câu vô nghĩa trong bài ha, được chưa? Vậy thì mình muốn làm một ví dụ như là in addition, it mentioned hay là the lecture mentioned. Lúc này bỏ vô không sợ sai. Ok, được chưa nào? Rồi. Đây, ví dụ như mình nói là, đây mình nói là the lecture mentions the focus of the earthquake and the rupture in a particular point. Đây, rồi. Nào, tiếp tục. Chấm. Xong rồi nói tiếp nào. We talk about the epicenter. Chấm. Đó, nha. Xong rồi mình nói tiếp nào. The earthquake is on the surface. Okay, rồi. Finally, we would be able to look
into the Earth jump. This is the relationship between faults and earthquake. Được chưa nào? Rồi, sau khi mình nghe xong các bạn, bây giờ mình xóa đi nào. Các bạn nhìn vào. Đây, 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 một vấn đề nữa là các bạn. Lỗi sai thứ hai các bạn viết xong không thèm xóa luôn. À, ok. Các bạn vô, các bạn viết xong các bạn, yeah, you know, như vậy là ok rồi. Các bạn mù. Và các bạn quên rằng á, những lượng chữ các bạn, bài này chúng ta viết được tối đa bao nhiêu chữ các bạn? Tối đa bài này có 70 chữ rồi. Mà các bạn viết như vậy, các bạn viết 78 chữ rồi các bạn không thèm sửa. Đúng không các bạn? Tèo rớt, rớt xuống ngay. À, để cho các bạn. Thế là phải cắt. Thế bây giờ cắt này các bạn, tiếp tục nè. Lỗi sai nằm ở đâu? Lỗi sai nằm ở việc cắt. Các bạn cắt một câu rất là buồn cười. Các bạn cắt cái kiểu giống như là thấy, giống như là cái chỗ nào không thấy các bạn cắt. Ví dụ có như bạn nè, finally we would be able. Cắt. Được các bạn. Ha. Cái câu có make sense không? Không. Hay có nhiều bạn là the lecture mentioned this work quick and interrupted in a particular point. We talk about every center. Hay là nhiều bạn sẽ viết như thế này. Moreover, the false, đây, bỏ cái này ha. Các bạn cứ như thế này. Đây. Moreover, the false a large extent. Tức là các bạn cắt một cách vô tội vạ. Cắt, thích cắt ở đâu là cắt ở đấy. Thích thả ở đâu thả ở đấy. Viết một cách random, một câu chẳng make sense gì cả. Đúng không? Các bạn cũng cắt. Thì đó là không nên. Được chưa? Thì mình sẽ chỉ cho các bạn nè. Cái tips để cắt của bài như thế nào? Ok, cái tips để cắt bài như thế nào nào? Trong cái bài khi mà nó dài ấy, chúng ta cắt câu, chúng ta không bao giờ cắt một cái gọi là cắt một cái một cách random hết á. Mình cắt là cắt có chiến lược hết. Cắt là gọi là cắt có tính toán hết nha. Đây, được chưa? Mình cắt có tính toán là như thế nào các bạn? Ha? Ok. Cắt có tính toán là mình cắt cho nó phải như thế nào? Mình cắt cho nó ra ngô ra khoa thiệt. Thứ nhất nào, mình cắt cái gì? Ưu tiên số 1 khi mình cắt đó là cắt những cái nào mà mình không có sure. Tức là mình viết ra rồi mình nghĩ cái ý này mình biết rồi nhưng mà mình không có chắc chắn 100% mình cắt. Nhưng mà không bao giờ cắt một hai chữ đó, mình cắt là cắt một cụm. Cắt một cụm chủ vị hoặc là một cụm nào mà nó không thay đổi ngữ pháp của câu. Vậy bây giờ cắt nè. In addition, the lecture mentions the focus of the earthquake. Và cái mớ này mình không có sure lắm, mình viết xong nhưng mà không sure lắm, mình cắt. Được chưa nào các bạn? Bây giờ vẫn dư một từ, dư một hai từ, cắt cái gì? Cắt những cái linking word, hiểu được. Hiểu chưa? Mình đã cắt những cái từ như từ moreover, hay từ in addition, sửa lại thành từ additionally. Đấy, vậy là xong. Đúng chưa? Vậy khi mình cắt nè, cắt những cái gì mà mình không sure. Cái thứ hai là muốn cắt nè, cắt những cái nào bị lặp từ nhiều, ví dụ cái này nó lặp, phải không? Thì mình cắt. Còn cái nào mà nó không lặp á, đừng có cắt. Ok. Tại vì cái bài này chúng ta nhớ là cái yếu tố điểm của chúng ta liên quan tới gì các bạn? Liên quan tới cái content. Tức là cái mà chúng ta viết thì content nó liên quan bản trực tiếp vào cái điểm là cái điểm vocab và cái điểm từ vựng đó. Cái từ vựng của chúng ta mà cao thì điểm chúng ta cao, có từ vựng chúng ta thấp thì điểm chúng ta thấp. Cho nên chúng ta không cắt một cách vô tội vạ như vậy. Đúng rồi các bạn. À, cho nên là mình cắt như thế này. Đây ha. Ừ, em có thể bỏ đi được nhé. Lucia nào, ví dụ như Lucy có hỏi câu hỏi là em bỏ đi mấy cái moral validation. Nếu được em có thể bỏ. Em sẽ prefer cái content trong bài hơn chứ đúng không? Ha, được chưa? Chứ mình sẽ không cần phải lấy những cái này. Vậy là đấy. Và các bạn thấy được rằng nè, một cái bài mà điểm cao là như là các bạn nhìn vào nhé, không có sai lỗi grammar ha, không có sai những cái lỗi spelling vớ vẩn nè. Ok, một bài làm với đủ lượng chữ và không cần viết những cái template vớ vẩn. Ok. Ha, những bạn nào ta gần 50, ok, các bạn có thể cần viết template bởi vì cái lượng chữ, cái keyword của các bạn á, nó không có nhiều. Nhưng mà những bạn là 65, 79 các bạn thực sự là các bạn không cần phải giống như là đem đi gọi là viết những cái câu của bạn ha. Thực chất mà nói chúng ta không cần dùng template. Để cho các bạn này, các bạn hiểu là cái bài này á, rất là đơn giản ở chỗ là chúng ta làm bài cách là chúng ta nghe làm sao, chúng ta cố gắng viết bài exactly the same. Mình nghe sao mình viết y chang như vậy luôn, viết không có khác gì luôn, các bạn viết giống như đúc những cái từ mà mình làm á, thì điểm mình nó sẽ cao. Để trên nào đó. Harry hỏi em có thể gộp hai câu câu không? Được, em hoàn toàn có thể hai câu độc lập. Nhưng mà em không thể, đây là các bạn nghe kỹ nè. Bài này nó rất là kỹ cái vấn đề là lấy râu ông này cấm cầm bà nọ nha các bạn nha. Ok. Nó rất là kỹ cái vấn đề là lấy râu ông này cấm cầm bà nọ. Các bạn không thể ví dụ như mình nói một câu for example rồi nha. Mình nói một câu ví dụ thôi. Ví dụ như mình nói là the city is established in 1990. Cái thành phố này được xây dựng được hình thành vào năm 1990. Và câu thứ hai nè, the city is destroyed in 2000. Thành phố này bị destroyed vào năm 2000, bị tiêu hủy vào năm 2000, đúng không?
Bây giờ các bạn viết là the city is established in 2000. Là có như sai bà rồi đúng không các bạn? Bạn lấy câu này, bạn lấy đầm bà nội, các bạn đúc vô nhau, ai già thành một quán thập cẩm luôn, ok? Sai tẹo này tẹo hết. Cái đó là cả không này. Các bạn hiểu mình nói không? Thì đây là cái mình muốn các bạn phải cực kỳ cẩn thận trong lời lại của bạn. Các bạn không cần phải để ý đến cái vấn đề là làm thế nào để mà có thể maximize được cái lượng điểm của mình ha, ok, bằng cách là đừng có chế ra. Chúng ta chỉ cần nghe xong, chúng ta nghe sao chúng ta viết lại. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì các bạn? Yếu tố grammar. Grammar. Tôi không cần biết là anh viết cái câu gì quan trọng, nhưng mà cái grammar của anh phải chính xác. Cái grammar của anh mà sai là điểm của anh nó sẽ rớt xuống như thế này đó. Là điểm anh sẽ rất là thấp, anh sẽ không thể nào lấy điểm phần được. Để cho thì đây là một trong những cái tôi muốn các bạn phải pay attention khi mà chúng ta làm cái phần bài này. Ok, nhớ nha. Vậy thì bây giờ nè, mấu chốt lại những cái lỗi hay sai của các bạn là gì các bạn nhé. Một cái lỗi hay sai của bạn thứ nhất đó là restructure nè, nhìn cái notes đọc không hiểu, ok. Cái hai nè, đọc bài không chú trọng vào cái pronunciation và cái fluency, quên đi mất rằng á, là điểm listening phụ thuộc vào điểm speaking, được chưa? Còn cái phần bên summarize spoken text again, các bạn không nhớ rằng phần này bị cái điểm listening bị phụ thuộc vào điểm writing. Writing tốt chưa chắc là điểm listening cao, tại vì viết ông viết tầm bậy tầm bạ, viết mãi đâu ra, viết tại những cái template vớ vẩn, em vẫn thấp đúng không? Cho nên ông phải viết đúng ngữ pháp. Nhưng mà bây giờ muốn lấy điểm cao là phải có đúng ngữ pháp, có đúng spelling, và đồng thời là viết sát ý của bài, tuyệt đối đừng chế ý và đừng chém gió những ý không có trong bài mà ra. Ok, nếu mình không nghe danh từ xuất hiện nhiều, mình lấy luôn hai từ xuất hiện. Thật ra cái trong bài của mình nó minh trần, nó không có care đến chuyện xuất ở xuất nhiều. Ví dụ như bài nó xuất mình viết xuất nhiều doesn't matter, miễn sao đúng cái từ đó, từ đó là từ earthquake, nó đúng là từ earthquake, đừng có là từ earthquake mà đổi thành từ soil, hay là đừng có đổi thành từ disaster. Đừng có nhiều bạn á, nghe đâu đó lóng thóng những vấn đề là ồ, hay là chúng ta đi, chúng ta nghe từ nào không được cái mình đem mình đổi từ synonym đi. No, mình không có cần ha. Ok, được chưa nào? Cái điểm content của mình á là nó quan trọng à. Đúng rồi Thùy, tôi hoàn nhận nó sẽ ảnh hưởng điểm content của em rất là nhiều ha, được chưa nào? Được chưa? Nó vẫn bị ảnh hưởng điểm content, nó bắt nội dung của em. Các bạn hiểu đơn giản cách này thế này nè, cái bài này á nó rất là giống như một cái bài văn á, ai đi học đã từng nghe đến cái vấn đề plagiarism rồi, đúng không? Chúng ta đều ít nhiều nghe đến vấn đề gọi là plagiarism, tức là gì các bạn? Tức là cái bài của mình nó liên quan đến cái plagiarism của mình là mình có giống ý bài. Ở đây cũng như vậy, cái điểm similarity của em biết càng giống với ý bài càng cao thì điểm nó càng cao, đơn giản như vậy thôi. Ok, ừ. Minh Trần ơi, như câu hỏi của em đúng. Ví dụ như fault, em biết fault doesn't matter, miễn sao á, đây là từ fault mà không phải là từ khác là ok. Em hiểu em nói không? Miễn sao đây là cái từ có trong bài là em có điểm. Chứ em đừng có quan trọng những cái vấn đề gọi là cái từ này không có trong bài em mà em làm theo kiểu tầm bậy bạ thì không có em ha. Ok, thì đấy là cả mà anh muốn em phải để ý cho anh chút xíu, được chưa nào? Rồi, hey. Ok, thì đó là những cái lỗi mà các bạn hay mắc nhiều nhất nhá. Nhớ cho Peter nè, restructure phải luôn luôn nhớ điểm listening phụ thuộc điểm speaking, còn phần summarize spoken text là điểm listening phụ thuộc điểm writing. Nếu như restructure tập trung nhiều vào fluency và pronunciation ha, thì ở summarize spoken text tập trung vào grammar và spelling. Ok, cho nên nếu được á, các bạn cố gắng giúp cho một chuyện đó là ở phần restructure hãy đọc trôi chảy, chưa biết đúng hay sai, đọc trôi chảy dứt khoát nhịp nhàng đến khi đọc làm sao cho nó rõ chữ. Summarize spoken text speak đúng grammar đến keywords speak đúng cái spelling. Ok, còn cái note taking á, như mình nói ở restructure nên viết chia làm 3 phần ha, viết làm sao cho rõ ràng dễ đọc. Còn ở summarize spoken text thì tất cả trên máy tính, và đối với cả hai cái note taking á, chúng ta có thể sử dụng ở trên máy tính ha, hoặc là trên giấy. Đối với restructure là trên giấy only. Ok, now có bạn nào muốn học về cách làm sao take note không các bạn? Nếu bạn nào có cái hứng thú muốn học về cách làm sao để take note nhanh nhiều mà có thể lấy được những ý chính á, thì các bạn có thể comment ở phía dưới ha. Mình hy vọng là tuần sau hoặc là tuần tới chúng ta sẽ làm một cái buổi livestream nói về cách làm sao để take note một cách hiệu quả nhất ha. Thì bạn nào có nếu mà có nhiều bạn interested ở dưới thì mình sẽ làm một livestream về vấn đề này cho các bạn ha. Ok, cho nên nếu như bạn thấy là mình yếu cái yếu tố take note và mình muốn được học về take note thì các bạn có thể comment ở phía dưới, mình sẽ làm một cái buổi livestream về vấn đề này các bạn ha. Ok, và đối với những bạn nào mà chúng ta muốn ôn thêm về cái phần restructure và summarize spoken text thì bây giờ khuyên các bạn á, là ở thời gian đầu khi học này các bạn đừng quá tập trung vào cái tiêu chí là
nghe và nói lại liền hay là nghe và viết lại liền, không có. Các bạn hãy tập trung vào cái tiêu chí đó là no taking, luyện take no chứ. Các bạn luyện take no đủ giỏi rồi đó các bạn, thì những cái vấn đề mà thuộc về cái phạm trù mà đọc hay biết nó rất là đơn giản. Còn nếu như no taking mà mình chưa làm á là điểm nó rất là odd end nhá. Ok. Để cho nên là cái bây giờ muốn các bạn phải để ý đó là đừng có quá quan trọng vào cái tiêu chí gọi là làm thế nào để mà đọc và nói ngay lập tức, mà hãy tập trung nhiều vào cái vấn đề là chúng ta đã thực sự, ok, chúng ta đã thực sự gọi là take note được hay chưa. Thì cái take note đó rất là quan trọng nhé. Và một cái hint nữa cho các bạn nè, một cái tin vui đó cho các bạn nè, nếu các bạn muốn các bạn nhé, ok, chúng ta sẽ nhìn vào trong cái phần ở bên trang Beauty Magic của chúng ta nè các bạn nè. Nếu như bạn nào để ý là có một cái rất là hay, các bạn mở phần speaking, các bạn phần read aloud, các bạn mở được câu số 121 đổ đi các bạn ạ. Và các bạn sẽ cực kỳ ngạc nhiên rằng những câu từ số 121 đổ đi này, đây là những câu mà chúng mình đã soạn cho các bạn. Đây là những cái summary của những bài summarize for context và retell lecture. Ok, cho nên á, làm những bài từ câu số 120 trở đi đó các bạn ạ, các bạn không những luyện được cho bản thân kỹ năng read aloud, mà đồng thời các bạn còn luyện cho bản thân cái kỹ năng retell lecture và summarize for context nữa. Ok, rồi. Đó là một cái hay mình muốn các bạn phải để ý tới nha. Ok, rồi, được chưa? Đấy, Mi Phan, em take notes cho summarize. Ok, rồi đây cho video không đủ. Cố gắng luyện tập cho anh nhiều hơn nhé. Về nhà lấy giấy tập cho các bạn nhé. Ok, rồi, thế thì kết thúc phần ngày hôm nay cũng chỉ là một cái buổi nói chuyện ngắn thôi để chỉ cho các bạn và recap cho các bạn cái phần retracture và summarize for context vào buổi tối chủ nhật cuối tuần. Thì một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay ha. Các bạn có câu hỏi nào có thể để comment ở phía dưới, hoặc là cần bất kỳ hỗ trợ gì các bạn có thể nói cho nhắn tin cho Peter, cho Page. Mình sẽ gặp lại các bạn trong 1 đến 2 tuần tới về cái phần note taking các bạn nhé. Và mình sẽ hy vọng rằng từ giờ đến đó các bạn đã luyện được đủ nhiều, đủ tốt để mà có thể cải thiện được cái điểm của mình ha. Ok, rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Nếu các bạn thấy hay, các bạn cho mình xin một like và share ha, để mà những bạn nào thấy cần các bạn có thể lưu lại và coi lúc cần các bạn nhé. Rồi, thank you mọi người nhiều. Chúc mọi người có một đêm chủ nhật thật là vui vẻ với gia đình. Rồi mình xin gặp lại mọi người vào chủ nhật 1-2 tuần nữa các bạn nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.